Theo Bloomberg, năm 2021 là một năm các loại tài sản kỹ thuật số trở thành xu hướng đầu tư chủ đạo. Trên thực tế, các quỹ đầu tư mạo hiểm đã đổ khoảng 30 tỷ đô la Mỹ vào tiền số, nhiều hơn tất cả các năm trước cộng lại đối với một loại công nghệ chỉ mới khoảng hơn 10 năm tuổi. Dữ liệu được tổng hợp với Facebook Data cho thấy, con số trên đã tăng gấp 4 lần so với mức cao nhất là khoảng 8 tỷ đô la Mỹ trước đó vào năm 2018. Đây cũng là năm ghi nhận mức tăng đột phá 1.300% của Bitcoin. Spencer là thành viên hợp danh của Blockchain Capital, là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của ngành sau khi rót vốn cho hơn 120 công ty kể từ khi thành lập vào năm 2013. Ông cho biết, chúng tôi đã đi xa hơn khái niệm vàng kỹ thuật số. Chúng tôi có các dịch vụ tài chính, nghệ thuật, game như một danh mục nhỏ của NFT, web 3.0, truyền thông xã hội phi tập trung, chơi để kiếm tiền. Tất cả những điều này đã giúp lĩnh vực tài sản số trở thành địa điểm tiềm năng đối với các nhà đầu tư. Khi các công ty khác như Coinbase Venture, Digital Currency Group và Polychain Capital đặt cược vào một đồng tiền số lớn tiếp theo, toàn bộ những dự án đang được thử nghiệm đều nhận được nguồn vốn tài trợ. Đó là một ứng dụng truyền thông xã hội biến người nổi tiếng thành token, một trò chơi cho phép người chơi kiếm tiền bằng NFT được lấy cảm hứng từ Elon Musk. Các nhà phân tích cho hay Nhà đầu tư đang rót vốn cho mọi thứ. Theo Bogart, những gì được coi là lĩnh vực thích hợp như NFT bất ngờ nổi lên đã cho nhà đầu tư thấy rằng họ có thể bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Song ông lưu ý rằng thị trường giao dịch NFT không thể thay thế cho các trang thương mại điện tử như ST. Thị trường tài sản kỹ thuật số thu hút 30 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cả các vòng gọi vốn được thực hiện trên Robinhood và Revolut. Đây là các công ty Phitech tạo ra doanh thu nhờ các hoạt động liên quan đến tuyển số. Theo dữ liệu của Pitbook, các giao dịch đầu tư mạo hiểm của Mỹ cũng đã rót khoảng 7,2 tỷ đô la Mỹ, gấp 4 lần mức kỷ lục trước đó vào năm 2018. Ví dụ, sàn giao dịch phái sinh tiền số FTX đã khép lại vòng tài trợ Series B trị giá 1 tỷ đô la Mỹ vào tháng 7, nhờ đó giá trị đã lên đến 18 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn đầu tư tài sản số Custodian New York Digital Investment Group đã huy động hơn 1 tỷ đô la Mỹ vào giữa tháng 12, đạt định giá hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Ford, nhà cung cấp các dịch vụ tích hợp blockchain cho các nhà sản xuất game, đã đón nhận 725 triệu đô la Mỹ sau vòng gọi vốn vào tháng 11. Trong khi đó, Dapper Lab, nền tảng NFT đằng sau Crypto Kitty, đã huy động được 350 triệu đô la Mỹ vào tháng 3 từ các nhà đầu tư có cả huyền thoại bóng rổ Michael Jordan, đưa định giá lên mức 2,5 tỷ đô la Mỹ. Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thanh toán tiền số MoonPay cũng đã kết thúc vòng gọi vốn tháng 11 với 555 triệu đô la Mỹ, đẩy định giá lên 3,4 tỷ đô la. Sky Maris, nhà phát triển của ACI Infinity, đã huy động được hơn 150 triệu đô và ghi nhận mức định giá 3 tỷ đô vào tháng 10.